ngay sau khi Sora ra mắt á, thì Google cũng đã ra mắt một cái phiên bản mới của AI video anh chị đó là Veo 2 thì công cụ Veo 2 này á, những cái bản demo tạo ra video cực kỳ là chân thật ha mình phải dùng cái từ là cực kỳ chân thật bởi vì những cái bản demo này á, nó tạo ra cái video mình nhìn không có khác gì so với bản quay thật anh chị nếu so sánh với Sora AI á, thì có vẻ là nó cũng có lợi thế hơn hẳn anh chị ví dụ như đây là trang chủ của Veo 2 anh chị và ở đây là một số video mà mình đã thu nhặt được từ những cái bản demo của v 2 đây là những bản demo từ trong AI tạo ra nha anh chị chất lượng rất là tốt anh chị và mình cảm giác về cái độ logic khi mà nó tạo ra video á, nó cũng rất là tốt giống như là một cảnh quay thật chứ chúng ta nhìn sẽ khó mà có thể phân biệt được đâu là AI hết anh chị thông thường những công cụ AI hiện tại khi mà chúng ta làm thì nó có thể bị lỗi ví dụ như ở đây anh chị có thể thấy cái bản mô tả nè thì các công cụ AI khác họ đang làm ra cái video thì đôi khi nó sẽ bị lỗi về cái kiểu như vật lý anh chị khi cắt miếng thịt thì nó cũng chưa có giống với lại cái việc mà cắt thực tế chúng ta ha nhưng mà ở trong v hai anh chị có thể thấy ha việc mà cắt một cái miếng thịt như thế này gần như là nó rất là giống so với cái việc mà chúng ta cắt thực tế ở đây là một số bản demo của các ai khác ví dụ như là sora hoặc là của renway anh chị ở đây là người dùng họ đang thử nghiệm thực tế ha thì ở trong v hai mình cảm giác là cái độ chân thực rất là cao ha không những ở cái việc mà tạo video chân thực như thế này á, mà những cái style khác cảm giác giống như là một cái cảnh quay thật chứ không phải là một công cụ ai nữa đây rất là khó tin những cái video này là tạo ra từ ai hết chị hoặc là video kiểu như thế này đây là một trong những dạng video mà khá là phức tạp hả chị bởi vì á một cái con vật và ở đây nó có một cái con vật khác ở trong gương nhưng mà những cái hình ảnh những cái hành động nào của con vật bên ngoài á, thì nó phản chiếu vào trong gương ha <laughs> nhìn nó khá là thực tế ha hoặc là một số style khác ví dụ như style về hoạt hình đi chẳng hạn thì trong V2 những cái bản demo á họ cũng đã tạo ra cho chúng ta rất là tốt anh chị ví dụ như thế này những cái góc quay rất là đẹp anh chị không những là về những cái video mà cần cái độ chân thực ví dụ như là những video mà về cắt thịt hồi nãy đi mình thấy đó những video mà làm về game những video làm về hoạt hình á thì trong V2 cũng thể hiện rất tốt ha. Đây là một dạng demo khác của video về hoạt hình anh chị. Anh chị có thể thấy ha, các nhân vật nói chuyện với nhau ha, nhìn cũng khá là hợp lý ha. Nếu bây giờ mình chúng ta làm những cái dạng video về hoạt hình như thế này ấy, hiện tại ở trong Halo Minimax anh chị, tạo ra rất là đẹp ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng v 2 như thế nào? Đầu tiên anh chị vào cái trang là deepmind.google ha, xuyệt technology veo và xuyệt veo 2 ha. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để chị dễ tìm ha. Khi mà vào đây anh chị sẽ thấy ở đây mình có một cái nút là Sign up to try on video FX anh chị, nhấp vào đây Thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trình duyệt mới và chúng ta sẽ sign in một tài khoản Google chúng ta vào đây ha Khi anh chị sign in tài khoản Google thì chúng ta sẽ thấy ở trên đây nó có là join the waitlist anh chị Chúng ta phải nhấp vào và chúng ta join vào cái lượt giờ thì sau này chúng ta mới có thể sử dụng được ha hiện tại thì chỉ mới có một số người dùng họ có thể sử dụng được thôi chứ cũng chưa phải tất cả mọi người đều đã sử dụng được ha khi mà chúng ta vào đây rồi á thì anh chị sẽ điền một số thông tin ví dụ như tên nè họ tên email và ở vị trí nào hả anh chị đấy chúng ta có thể chọn một số điểm như thế này và những cái phần khác hả anh chị sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào submit để chúng ta có thể gửi cái lệnh nó đi hả anh chị thì sau đó họ sẽ xem xét và họ có thể cho chúng ta early vào trong waitlist anh chị chúng ta có thể nằm ở trong danh sách chờ để chúng ta có thể sử dụng anh chị đó là công cụ VO2 anh chị một trong những công cụ AI tạo video mà mình rất là kỳ vọng anh chị nếu như thực tế những cái bản video khi mà thương mại ra mà đúng như những gì mà chúng ta đã xem ở đầu á, thì chắc chắn là mình sẽ đăng ký và mình sẽ nâng cấp cái gói VO2 này để mình sử dụng ha bởi vì nó đạt được cái độ hoàn chỉnh rất là cao anh chị nếu như so sánh các AI video hiện tại để tạo độ chân thực tốt nhất á, thì Runway đang là một trong những cái lựa chọn rất là tốt ha kế đến có thể là Kalini AI hoặc là sora ai hả anh chị sora ai thời điểm trước á, họ cũng cho ra những cái bản demo rất là đẹp tuy nhiên á, khi mà chúng ta sử dụng thực tế á, thì anh chị cũng có thể xem lại video mà mình đánh giá và mình dùng thử sora ai hay anh chị nó thực tế nó chưa có đạt được kỳ vọng như của mình hay anh chị một cập nhật khác nữa ở trong google anh chị đó là cái tính năng wish anh chị wish này á, kiểu như là chúng ta có thể tạo được hình ảnh từ hình ảnh luôn anh chị rất là đẹp ha ở đây chúng ta có thể thấy một số cái demo như thế này tức là chúng ta có thể tạo những hình ảnh theo cái style tới đây và chúng ta chỉ cần upload hình ảnh chúng ta lên thôi ha rất là đẹp ha thì cái đường link mà của wish này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả để anh chị dễ tìm ha khi vào đây rồi thì chúng ta chỉ cần sign in một tài khoản thôi nhưng mà chúng ta có một điều lưu ý là wish hiện tại chỉ mới cho phép một số người dùng ở mỹ để trải nghiệm thôi anh chị và ở quốc gia khác ví dụ như việt nam đi thì chưa có thể nào đăng nhập vào sử dụng để mà đăng nhập sử dụng thì chúng ta nên chuyển VPN máy tính của chúng ta về Mỹ ha và chúng ta có thể sử dụng ha ví dụ như đây mình đã chuyển rồi thì mình chỉ cần sign in một tài khoản Google vào đây ha OK ha khi mà vào đây rồi thì chúng ta sẽ thấy nè là chúng ta sẽ chọn làm một cái hình ảnh dạng như thế nào thì anh chị có thể chọn ở đây một cái Dropbox đây ha ví dụ như chúng ta làm dạng là sticker này hoặc là chúng ta làm một cái dạng hình ảnh kiểu như là anime này hoặc là chúng ta làm một cái dạng kiểu như là cái hình ảnh siêu thực như thế này anh chị đấy cũng khá là đẹp ha ví dụ mình chọn một cái dạng sticker như thế này đi khi mà mình chọn cái sticker rồi thì anh chị sẽ thấy ở đây nó có kêu là rub an image here tức là chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh của chúng ta lên ví dụ như đây mình có một cái tấm hình của mình như thế này đấy mình sẽ đưa cái tấm hình của mình lên đây ha và nó bắt đầu nó sẽ phân tích anh chị nó sẽ đưa cái hình này của mình theo như cái style sticker anh chị đây là tính năng khá là hay anh chị khi mà chúng ta làm chúng ta chỉ cần chọn cái dạng và chúng ta đưa cái hình ảnh chúng ta lên thì cuối cùng nó đã ra được phục hình ảnh chúng ta rất là dễ thương anh chị chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những hình ảnh này để chúng ta làm hình ảnh đại diện chẳng hạn hoặc là khi chúng ta làm những cái tiệc giáng sinh hoặc là tiệc sinh nhật cho bé thì chúng ta hoàn toàn có thể để coi những cái hình dạng như thế này anh chị để chúng ta đưa lên và chúng ta tạo ra cái không khí tiệc nó vui vẻ nó vui tươi hơn cái gì rất là độc đáo ha ở đây khi mà làm xong á, thì chúng ta sẽ up bên in tool thử nha khi mà chúng ta tạo xong á, thì nó sẽ mở ra một cái khung như thế này anh chị ở đây hoàn toàn có thể thêm một cái phong cảnh vào đây ví dụ như đây mình có thể upload một tấm hình lên để mình chọn cái phong cảnh nào đấy ví dụ như đây mình đã upload một tấm hình là một cái khu vườn đó anh chị để mình xem thử xem nó tạo ra cái hình ảnh như thế nào ha Đấy anh chị, khi mà chúng ta upload một cái khu vườn lên như thế này đi và chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút mũi tên này nè, tức là nút Generate á thì nó tạo ra cho chúng ta một cái hình như thế này ha. Giả sử bây giờ mình bỏ cái hình khu vườn này đi, mình chọn cái hình nhân vật này rồi đúng không? Và cái style theo cái style của sticker này, mình có thể điền cái phần Prom ở đây nha anh chị để chúng ta điều chỉnh được những cái hình nào như chúng ta muốn, ví dụ như mình mong muốn là cái chàng trai này đang ăn một cây kem đi chẳng hạn thì mình điền một cái nhân vật như thế này, ví dụ như mình đi một câu là The Character Eating an Ice Cream ha và mình bấm vào Generate chẳng hạn đây thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái hình sticker như thế này và cái nhân vật trong đây á, đang ăn cây kem ha, rất là dễ thương ha anh chị khi mà làm những cái dạng hình ảnh mà kiểu như sticker hoặc là những hình ảnh kiểu như thế này á chúng ta hoàn toàn có thể làm để mà chúng ta trang trí tiệc này hoặc là chúng ta có thể làm để mà chúng ta có thể trang trí những menu của chúng ta hoặc là những cái hình ảnh banner chúng ta mà chúng ta post lên ở mạng xã hội á, về những cái sản phẩm chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm hết anh chị ví dụ những hình ảnh này rất là dễ thương ha đấy chúng ta hoàn toàn có thể chọn ra một cái dạng nào đấy mà chúng ta muốn hết anh chị ở cái phần style này á, anh chị cũng có thể tạo ra theo một cái dạng khác là tức là chúng ta không chọn cái style có sẵn ở trong google wish này nữa mà chúng ta sử dụng một cái style mới, chúng ta có thể upload một cái style mới lên đây. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái hình ảnh dựa trên hình ảnh có sẵn, anh chị. Ví dụ như bây giờ mình sẽ bỏ cái tấm hình này, mình sẽ chọn một cái tấm hình khác. Ví dụ như tấm hình là một ông già Noel đi, chẳng hạn. Đây, mình sẽ upload một cái tấm hình mình là ông già Noel lên đây ha. Sau đó cái style này á, mình sẽ chọn một cái style khác, anh chị. Ví dụ như bây giờ mình có một tấm hình về hoạt hình đi, mình sẽ upload cái style hoạt hình lên đây. Đấy, thì bắt đầu nó sẽ phân tích ha và nó sẽ tạo ra cái hình kiểu như ông già Noel này của mình nè à, theo cái style hoặc hình hết anh chị mình chỉ cần bỏ cái phần rơm này đi và mình bấm vào generate ha khi mà chúng ta sử dụng trong wish nè nó rất là dễ dàng trong quá trình sử dụng hết chị tức là chúng ta không cần phải điền Brom quá nhiều anh chị chỉ cần đưa những tấm hình lên thôi thì nó có thể tạo ra một cái nhân vật đấy theo cái style như thế nào và nó sẽ tạo tạo ra cho chúng ta ha rất là dễ thương ha nếu như anh chị muốn tạo những hình ảnh nhanh chúng ta chỉ cần đưa những hình ảnh lên và những cái style chúng ta mong muốn lên và nó có thể vẽ lại cái hình ảnh đó, nó tạo ra hình ảnh cho chúng ta ha, nó giống như là tính năng style reference trong Midjourney gì đấy, nhưng mà ở trong Midjourney thì chúng ta cũng sẽ trải qua khá là nhiều bước để chúng ta mới thể làm được và đặc biệt là Midjourney không miễn phí anh chị, ở trong Google Wish này hiện tại thì nó có thể cho chúng ta thử nghiệm ha và chúng ta hoàn toàn thể sử dụng ha, đây ví dụ như tấm hình mà về ông già Noel á và mình theo cái style hoặc hình đó, nó đã tạo cho chúng ta hai tấm hình như thế này, đấy chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh thêm cái phần rơm này để cho cái hình ảnh đầu ra chúng ta nó theo những gì chúng ta muốn muốn ha ví dụ bây giờ mình muốn là ông già noel này đang cầm một cái món quà trao cho một bạn nhỏ đi chẳng hạn đấy anh chị ví dụ như thế này chúng ta đã điều chỉnh một cái phần rơm như thế này tức là ông già noel này đang cầm một cái hộp quà để mà tặng cho một bạn nhỏ khác anh chị thì mình đã điền một cái phần rơm như thế này, rất đơn giản thôi Ở đây á, thì mình đã để cái hình ảnh dàn Noel của mình và cái style theo cái dạng hoạt hình Thì ở đây nó đã tạo ra cho chúng ta hai tấm hình như thế này Rất là thú vị ha anh chị Rất là hay và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, rất là đơn giản ha Nhưng mà anh chị hãy nhớ là công cụ mà Google Wiz này hiện tại Thì chúng ta chưa có thể truy cập bằng IP ở Việt Nam Nên khi anh chị muốn sử dụng thì anh chị hãy chuyển cái vùng của máy tính chúng ta tức là chuyển VPN á, về US anh chị về Mỹ để chúng ta có thể sử dụng ha Ok anh chị đó là hai cập nhật khá là hay ho ở trong Google và các tính năng AI trong Google mình thấy rất là hay anh chị đặc biệt là AI tạo video v 2 của Google anh chị rất là hay và cực kỳ là mạnh khi trong những cái bản demo ha mình rất mong chờ được sử dụng thực tế sẽ như thế nào anh chị còn tính năng wish này cũng là một cái giải pháp khi mà chúng ta tạo những hình ảnh từ những hình ảnh có sẵn anh chị không cần phải nhập rơm quá là rườm ra ha chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những hình ảnh như chúng ta mong muốn anh chị nếu như anh chị thấy video này hay á anh chị cho mình một like một subscribe ủng hộ nhé và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới trên channel ngày công sở bye bye anh chị